Khởi quay từ năm 2018, chờ đợi gần 3 năm ròng rã, cuối cùng thì khán giả cũng có thể thưởng thức bộ phim Kế hoạch nguồn nhịp tim do La Vân Hy và Tống Thiến thủ diễn. Trước khi tới với lịch chiếu, hãy cùng thú vị Cbiz điểm qua về nội dung của bộ phim này. Kế hoạch nguồn nhịp tim là một bộ phim đô thị hiện đại được chuyển thể từ tiểu thuyết Động cơ tàn khốc của tác giả Mậu Quên. Bộ phim kể về Cầu Giai Ninh, một tiến sĩ nghiên cứu khoa học có tiếng. Đây là vai diễn của Tống Thiến. Cô là nhân vật có tiếng, được nhiều tiền bối trong giới đánh giá cao về năng lực. Một cô gái có tham vọng, luôn muốn chứng minh khả năng của mình với giới khoa học, đưa vị thế của nền khoa học nước nhà vươn tầm. Hiện tại là người nắm giữ vị trí quan trọng của phòng thí nghiệm kế hoạch nguồn thuộc tập đoàn y dược nổi tiếng hàng đầu. Cầu Giai Ninh đang phụ trách một công trình nghiên cứu quan trọng, đang đi đến bước thử nghiệm lâm sàng. Lúc này Châu Tiểu Sơn xuất hiện, anh là một nghiên cứu sinh cao học, vai diễn của La Vân Hy. Châu Tiểu Sơn được cử đến hỗ trợ Cầu Giai Ninh thực hiện công trình nghiên cứu. Trong quá trình tiếp xúc, Cầu Giai Ninh và Châu Tiểu Sơn đã bị thu hút bởi đối phương. Cầu Giai Ninh là một cô gái độc lập, xinh đẹp và kiên cường, còn Châu Tiểu Sơn thông minh trầm ổn. Những rung động đầu tiên vừa chớm nở, Cầu Giai Ninh phát hiện Châu Tiểu Sơn thực ra là gián điệp được cài vào phòng thí nghiệm của cô với mục đích ăn cắp thành quả nghiên cứu. Đây quả thật là mục tiêu ban đầu của Châu Tiểu Sơn, nhưng sau đó anh đã bị lý tưởng cùng với sự tâm huyết của Cầu Giai Ninh thu phục. Trước sự chân thành của Châu Tiểu Sơn với lòng bao dung, cao thượng, Cầu Giai Ninh lựa chọn bỏ qua khúc mắc, tiếp tục tin tưởng chàng trai trẻ này. Cuối cùng cả hai xuất sắc hoàn thành công trình nghiên cứu vĩ đại, mang về tiếng vang cho đất nước. Bên cạnh sự tham gia của Tống Thiến, La Vân Hy, bộ phim còn có sự góp mặt của các diễn viên từ Khai Xính, Tôn Giai Vũ, Đinh Nhất Nhất, Tưởng Tuyết Minh, Tùy Tuấn Ba, Ninh Hiểu Trí. Kế hoạch nguồn nhịp tim bắt đầu lên sóng từ ngày 22 tháng 7 trên đài Giang Tô và Chiết Giang. Phim bắt đầu phát sóng vào lúc 19:30 tất cả các ngày trong tuần, mỗi ngày 2 tập, riêng thứ 6 và thứ 7 mỗi ngày 1 tập. Ngoài ra, các nền tảng phát sóng online gồm có Tencent Video, IQE, Youku. Đơn vị phát sóng bản quyền và khung giờ phát sóng cụ thể tại Việt Nam nếu có sẽ được thú vị Cbiz cập nhật tại phần comment của video. Các thay đổi về lịch chiếu cũng sẽ được update tại phần comment. Các bạn nhớ chú ý theo dõi, đăng ký kênh Thú vị Cbiz để biết thêm về lịch chiếu của các bộ phim Hoa ngữ hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.